Chim cô gái và 10 điều thú vị không thể không khám phá. Tên thường gọi là chim cô gái, chim cu, cua cườm hay chim cu đất. Tên khoa học là Tritobelia chinensis, họ bồ câu. Kích thước, con đực cánh khoảng 140-166, cân nặng từng hẳn 200g. Thức ăn các loại nông sản như lúa, đậu, mè. Tuổi thọ 20 tuổi. Vùng phân bố, loài chim cu gái sống chủ yếu tại các vùng nhiệt đới như từ phía Nam Asia đến Pakistan, phía Đông Indo, Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia và một số nước châu Âu, châu Mỹ. Tại Việt Nam, chim cu gái phân bố tại hầu hết các tỉnh miền núi, một số tỉnh vùng đồng bằng và ven biển, các nơi không quá xa nơi trồng trọt. Đặc điểm và hình dáng, chim cu gái là loài chim cỡ trung bình có trọng lượng khoảng 200g, lông ở phần đầu, gáy và mặt bụng màu nâu nhạt hơi tím hồng, đỉnh và hai bên đầu đều phớt xám. Lông bao phủ cánh phía trong nâu nhạt, thân lông đen nhạt, lông phía ngoài xám tro. Mắt có màu nâu đỏ hoặc nâu với tròng đỏ ở trong, đuôi dài, phần đuôi phía trước có phần trắng và đen. Thân hình màu nâu có điểm các đốm màu nâu sậm và nhạt. Nhận diện trống mái, bạn có thể sẽ gặp khó khăn trong việc phân biệt trống mái của loài chim này, nhất là khi chúng trưởng thành, bởi cả hai đều có lông màu nâu xám tro, góc cổ có vòng lông đen chấm trắng. Tuy nhiên, vẫn có sự khác biệt giữa hai giới tính khác nhau. Cụ thể là vòng tròn của tròng đen của con trống nhỏ và sáng hơn con mái, lông trên trán của con trống cũng sáng hơn, con trống to khỏe hơn, đầu to và cục mịch hơn, chân của con trống to và dài hơn, xương dưới bụng gần phao câu hẹp hơn con mái, ngực rộng và có xu hướng hay đậu trên những cành cây chắc chắn. Ngoài ra còn có một số mẹo nhận diện chim cu tốt như là đuôi vó, tức khắp đuôi lớn, chót đuôi nhỏ, có dáng cánh, tức có lông trắng ở trên hoặc một hoặc cả hai cánh, có móng trắng hay bạch để, chim trống có mỏ đỏ, gọi là chim sát thủ, tính dữ, rất thích hợp làm mồi đi bẫy. Các loài chim cu gái, hiện có 3 loài chim cu gái phổ biến nhất, đó là chim cu cườm hay cu đất. Loài này có cườm ở cổ rất đặc trưng. Cu ngói hay cu lửa có thân hình nhỏ hơn. Cu cườm toàn thân có lông màu hung đỏ, trên cổ có một vạch đen bao quanh thay vì có con chim cuồn tại đây. Cu xanh hay cu rừng chỉ sống ở rừng, toàn thân lông màu xanh lá, thân hình lớn bằng cu cườm. Thức ăn của chim cu gái. Thức ăn chính của chim cu gái là các loại hạt quả, quả cây, hạt cỏ và các loại nông sản như lúa, ngô, đậu, vè, rừng, khoai lang, sắn. Ngoài ra, chim cu gái còn rất thích ăn quả đa. Một số loài chim cu trong tự nhiên còn ăn cả đất, đất đỏ, liếm muối, ăn côn trùng, ruồi nhặn. Đặc tính sinh sản. Chim cu gái thường sống từng đôi, một trống một mái theo chế độ đơn thê, kén bạn tình nhưng gắn bó chung thủy. Chúng đi ăn từng đàn, sinh hoạt bằng cách tha rác về làm tổ, tìm kiếm thức ăn, ấp trứng, bón thức ăn.